gia đình xin lễ tạ ơn Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, một lễ cầu cho linh hồn tiên nhân, một lễ cầu cho linh hồn Phêrô và Giuse, một lễ cầu cho các linh hồn và các linh hồn mồ côi. Một gia đình xin lễ tạ ơn Cẩm Hồng và Tuấn xin lễ dỗ 100 ngày cho mẹ và linh hồn Maria Huỳnh Thị Sương. Một gia đình xin một lễ cầu cho các linh hồn. Thứ ba ngày 18 tháng 6, ngày chầu thánh thể của giáo xứ, cộng đoàn Việt Nam sẽ phụ trách từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối. Xin cộng đoàn Giêsu cùng tham dự. Chương trình lễ kỷ niệm 62 năm thánh hiến ngày thứ tư 19 tháng 6 năm 2019 như sau. Giáo xứ sẽ có 3 thánh lễ vào lúc 6 giờ 30 sáng, 8 giờ 30 sáng và 6 giờ chiều. Cắt bánh vào lúc 7 giờ và sổ số vào lúc 8 giờ tối trước sân tiền thánh nhà thờ. Vì thế sẽ không có giờ giải tội và cũng không có giờ chậu như thường lệ. Đoàn Liên minh Thánh Tâm không có buổi hàng tháng vào Chủ nhật này ngày 16 tháng 6. Hội Lê-xô Marie xin thông báo Hội Lê-xô sẽ không có buổi họp chung vào thứ bảy tuần tới ngày 22 tháng 6 vì không có phòng họp. Xin cộng đoàn dân Chúa cùng ủng hộ chương trình sổ số gây quỹ xây dựng cho cộng đoàn, cho giáo xứ của chúng ta. Trước ghế hàng ngồi của quý vị đã có một bao thơ, trong đó có 5 vé số, 20 đồng cho 5 vé. Xin quý vị cùng ủng hộ bằng cách xé bỏ, giữ lại cái nhỏ, bỏ cái nhỏ này, xé ra bỏ cái nhỏ trong bao thơ và để tiền trong đó và sẽ đưa lại cho ban chấp hành cộng đoàn. Tất cả mọi người là 5 tháng ngày giờ, 5 tháng 6 tuần
7 ngày 8 giờ 9 phút 10 giây. Năm là gì? 50 tuổi thì chừng còn có tính tháng mà thôi, sống còn tính tháng mà thôi. 5 tháng 60 tuổi thì tính tuần, 70 thì tính giờ, 70 thì tính ngày, 8 tính giờ, 9 thì tính phút, 10 thì tính giây, 100 tính giây. Chúng tôi giờ này chỉ còn có tính ngày thì thôi nhé. Ở dưới kia chỉ có những người chỉ còn có tính giây mà thôi nhé. Đây, chúng ta thấy là sức khỏe của chúng ta. À, tôi bây giờ cũng vậy, có những lúc rất là mệt, để cảm thấy tim nó mệt, nhưng mà thôi thì Chúa giúp cho chúng tôi được phục vụ tới giờ phút nào, cảm ơn Chúa ngày đó. Và tôi tới đây để xin ông bà và anh chị em giúp cho quý trung tâm công giáo. Và tôi ông bà và anh chị em ngày hôm nay giáo hội mừng lễ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Trời Ba Ngôi, chúng ta xin Chúa chúng ta được sống xứng đáng là con cái của Chúa ở đời này, và để ngày sau chúng ta được hưởng hạnh phúc muôn đời với Ngài. Và giờ đây chúng ta cùng nhau thành tâm thống hối tội lỗi để chúng ta xứng đáng được hành mầu nhiệm thánh. Tôi tu nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai con một là lời chân lý và sai Thánh Thần, Đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc cả cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa ba ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện diện cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách châm ngôn. Đây sự khôn ngoan của Thiên Chúa phán: Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của người, trước cả những sự việc người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập từ thuở đời đời, ngay từ đầu tiên khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước, trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó. Khi người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và suối nước từ vực sâu vọt lên mạnh mẽ. Khi người đặt cương giới cho biển cả, để nước đừng có vượt quá cõi bờ. Khi người đặt nền tảng cho trái đất, bây giờ ta làm việc ở sát bên người. Và mọi ngày ta làm cho người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan người. Ta nhàn du trên quả địa cầu và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần đấng ban cho chúng ta đổ xuống lòng chúng ta. Đó là lời Chúa. Vinh danh Thầy, vì Người sẽ đánh nhận từ nơi Thầy và lan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói, Người sẽ đánh nhận từ nơi Thầy mà lan truyền cho các con. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Bạn anh chị em thân mến, tôi tới đây là lần cuối cùng như là cha giám đốc nhé. Thế thì xin quỹ tự túc cho trung tâm giáo, xin các anh em trong ban trật tự phát cái bì thơ của quỹ tự túc trung tâm giáo ra ngay bây giờ. Trong lúc tôi giảng thì xin phát ra ngay bây giờ. Để rồi quý lễ sẽ thu lại, ngày hôm nay được bao nhiêu thì được, còn không thì ông bà anh chị em sẽ gửi lại về sau cho theo địa chỉ của trung tâm giáo. Ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ gì? Lễ gì? Lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Chúa Trời Ba Ngôi, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nếu mà một đêm nào đó trời hanh mây tạnh, chúng ta ra khỏi nhà, ngước mắt nhìn lên bầu trời, và chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy các tinh tú, phải không? Thấy sao, thấy tinh tú, thấy nhiều thứ ở trên trời lắm. Nhưng mà thứ gì quan trọng, sao là tinh tú hả ông?
Tôi nhớ ngày xưa khi mà mười mấy năm trước, lúc tôi còn ở với bà Bạch Chiên, tôi kể rằng khi mà tôi đi du lịch thì tôi thích đi, người ta đi du lịch thì chỉ vào khách sạn có 1 sao, 2 sao, cuối cùng là 5 sao là tối đa. Còn tôi thích khách sạn ngàn sao. Khách sạn ngàn sao ở đâu? Ở sa mạc nhé. Khách sạn ngàn sao tức là chỗ mà không có khách sạn. Khách sạn ngàn sao tức là chỗ không có khách sạn. Khách sạn ở trong gọi là chỗ sa mạc. Thế thì chúng ta thấy khi mà chúng ta nhìn lên bầu trời trong đêm tối chúng ta ra khỏi nhà. Nếu mà ở thành phố thì chúng ta thấy rằng khó nhìn thấy một bầu trời đẹp lắm. Tại vì ánh sáng của thành phố nó phản chiếu lên trời. Nhưng mà nếu mà chúng ta ở miền quê hoặc là những cái miền trong sa mạc mà không có ánh đèn điện thì chúng ta thấy làm sao? Một cái bầu trời rất là đẹp và muôn ngàn tinh tú. Và trong cái hàng hà sa số của các tinh tú đó, chúng ta thấy trái đất chúng ta chẳng là gì hết. Chỉ là một hành tinh nhỏ bé nhưng mà so với tất cả các hành tinh khác. Thế mà Thiên Chúa lại quan tâm một cách đặc biệt đến cái tinh tú, đến cái hành tinh nhỏ bé này. Trong vô số muôn vàn tinh tú, chỉ có một hành tinh nhỏ bé này, chúng ta thấy chúng ta được 2 cái vinh dự vô cùng to lớn. Cái vinh dự thứ nhất mà chúng ta thấy đó là con người trong cái hành tinh nhỏ bé này được Thiên Chúa đặt làm chủ thể mọi loài trong cái vũ trụ rộng lớn bao la này. Và rồi chúng ta thấy một cái vinh dự nữa trên tất cả mọi cái vinh dự, đó là chúng ta thấy cái hành tinh nhỏ bé của chúng ta được Thiên Chúa sai con một của Ngài tới để cư ngụ giữa chúng ta, và Ngài đã chết trên thập giá vì chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh Tám đã ngỡ ngàng không hiểu nổi tình yêu bao la của Thiên Chúa và hạnh phúc vô cùng của con người. Thánh Vịnh viết: khi tôi nhìn ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, mặt trăng và muôn vàn tinh tú mà Chúa tôi gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa tôi nhớ đến, con người là gì mà Chúa để ý. Chẳng ngon, Chúa dựng nên con người chỉ kém thiên thần một chút. Chúa trang sức cho con người bằng danh dự với vinh quang. Chúa đặt con người cai trị các công trình tay Chúa tác thành. Chúa đặt muôn vàn dưới chân con người. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng nên con người để làm gì? Phục sự Chúa. Đây, trả lời rất là đúng. Mục đích của chúng ta ở trần gian này, chúng ta có thể nói dài dòng nhưng mà nó vẫn gọn là để nhận biết Thiên Chúa và để được làm con cái của Thiên Chúa hay là phục sự Thiên Chúa. Đó là cái mục đích quan trọng nhất của đời con người chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng nên con người chúng ta để nhận biết Thiên Chúa, được làm con của Thiên Chúa, được sống thân mật với Ngài, được hưởng những ân lành của Ngài ở đời này và được sống hạnh phúc làm con của Ngài mãi mãi ở trên thiên quốc. Đó là cái mục đích của đời sống con người. Và chúng ta thấy bên cạnh mục đích đó thì chúng ta hàng ngày chúng ta vẫn coi những cái thú vui gọi là những cái thú vui khác, nhiều thú vui khác phải không? Có những cái thú vui thì làm sao? Có lành mạnh không? Lành mạnh. Nhưng mà có những cái thú vui có lành khác có lành mạnh không? Không. Có những thú vui lành mạnh mà có những cái thú vui cũng không lành mạnh. Đây chúng ta thấy rằng mục đích quan trọng của đời sống con người đó là nhận biết Thiên Chúa và làm con cái của Ngài, được hưởng những ơn lành của Ngài trong cuộc sống này và để được sống mãi mãi với Ngài trong cuộc sống đời sau. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã tạo dựng nên chúng ta. Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, là Con và Chúa Thánh Thần. Chẳng có ai sống trong cuộc sống trần gian này mà nhìn thấy Thiên Chúa. Chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa trong đức tin, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, Ngài được tập trong bí tích thánh thể. Mà chẳng có ai trong cuộc sống này là nhìn thấy Thiên Chúa. Có ai nhìn thấy Chúa chưa? Chưa hả? Có ai, mấy con nhỏ có nhìn thấy Chúa chưa? Chưa hả? Ở nhà mình nhìn thấy bố mẹ của mình nhưng mà chưa nhìn thấy Chúa. Thế chẳng có ai trong cuộc sống này mà nhìn thấy Chúa mà có thể còn sống được. Không ai nhìn thấy Chúa mà có thể còn sống được. Chúng ta thấy ngày xưa Môi-se nhìn thấy Chúa làm sao? Ông phải che mặt đi. Thế chúng ta thấy
Nếu mà không nhìn thấy Thiên Chúa thì muốn biết Thiên Chúa thì chúng ta phải biết qua ai như thế nào. Muốn biết Thiên Chúa như thế nào thì chúng ta nhìn vào chính Chúa Giêsu. Vì như là Thánh Phaolô đã nói, Chúa Giêsu chính là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Ngài là Thiên Chúa là người hữu hình và Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Vậy thì hình ảnh của Chúa Giêsu thế nào? Là Thầy, là Chúa, là cây nho, là cửa chuồng chiên, là người mục tử nhân lành, là đường, là sự thật, là sự sống, là bánh bờ trời và rất nhiều hình ảnh khác về Chúa Giêsu. Nhưng mà trong tất cả những hình ảnh này chúng ta thấy cái hình ảnh người mục tử nhân lành hiến mạng sống của mình vì đàn chiên là hình ảnh rất đẹp và rất gần gũi. Hình ảnh đó cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi bởi vì Ngài đã yêu thương và dựng nên chúng ta. Xin Chúa luôn luôn hướng dẫn để chúng ta sống xứng đáng làm con cái của Ngài trong cuộc đời này và được sống muôn đời với Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống đời sau. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế thì trong gia đình chúng ta có ai? Có bố, có mẹ, có con nhé. Thế ngày hôm nay chúng ta mừng Chúa Ba Ngôi mà chúng ta biết rằng nước Mỹ ngày hôm nay mừng lễ gì nữa? Father's Day. Chúng ta mừng lễ những người cha, người gọi là hiền phụ. Ngày mai bắt đầu kể như là cái weekend này, weekend gọi là Father's Day weekend. Chúng ta luôn cảm tạ Chúa bởi vì tình thương Chúa dành cho chúng ta. Và ngày hôm nay là ngày Father's Day, ngày hiền phụ. Chúc tất cả các ông làm cha ở đây, hiện diện ở đây ngày hôm nay và tất cả những người làm cha trong cộng đoàn này biết sống xứng đáng là những người cha gương mẫu trong gia đình. Xin Chúa luôn chúc phúc lành cho các ông để giúp cho các ông chu toàn nhiệm vụ của mình là người cha ở nơi trần gian này. Bây giờ xin chúng ta vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng cho tất cả những người cha nhé. Những người cha ở đây tôi nhìn xuống vẫn như ngày xưa phải không? Làm sao mà chỉ có làm sao? Già một tí. Nhưng mà chúng ta thấy là già một tí, nhưng mà tôi nhìn ở đây là tôi thấy ngày xưa nếu mà tôi tính là tới đây là 18 năm trước là tôi tới đây nhé. Rồi 14 năm trước là tôi rời đây thì bây giờ là mấy năm rồi. Có những ông bây giờ ngày xưa làm sao? Ngày xưa là cái khỏe lắm lắm. Nhưng mà bây giờ thì không có khỏe nữa. Các ông tôi tưởng có những ông Chúa gọi rồi chứ. Nhưng mà ở đây vẫn cứ ngồi. Vẫn cứ ngồi đây. Các cụ, các ông này, cụ Viên này, ông Tình, ông gì này vẫn còn ngồi đây nữa. Chúa chưa gọi là chúng ta cũng rằng. Nhưng mà ông bà anh chị em nói rằng nhưng mà 18 năm trước tôi tới đây thì đi hiên ngang thẳng thắn nhé. Nhưng bây giờ làm sao lên bàn thờ là thay vì con hân hoan bước lên bàn thờ thì làm sao con lon con bước. Bây giờ lon con bước lên bàn thờ rồi cho cũng là cha nhé. Ông bà anh chị em biết là cũng là cha. Nhưng mà chúng ta biết rằng dù là cha trong đời sống xã hội, là cha trong gia đình, chúng ta đều chia sẻ cái sứ vụ của người cha, đó là Thiên Chúa toàn năng. Và chúng ta biết rằng đó là tình người cha đó và là cái gương mẫu cho tất cả mọi người chúng ta noi theo. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng các con hãy nên trọn lành như cha các con ở trên trời. Đó là gương mẫu cho tất cả mọi người chúng ta theo. Và ngày hôm nay tôi đại diện cho Trung tâm Tôn giáo để tới đây xin ông bà và anh chị em giúp cho cái quỹ tự túc của Trung tâm Tôn giáo. Và năm vừa rồi cộng đoàn Tết xin đóng góp được là 6.750 đô la. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay để cảm ơn. Và ngày nay đã phát biệt thơ, nếu mà ai chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta có thể gửi lại biệt thơ ra trong cái lần thu tiền gọi là lần thứ hai cuối lễ. Chúng ta sẵn sàng để chúng ta, nếu mà chúng ta có thể thì viết địa chỉ, viết tên, viết số điện thoại
và tôi sẽ mang về trung tâm giáo. Nếu mà ngày hôm nay hoặc là ngày hôm nay có cái gì cho được thì cho tốt, còn nếu mà chúng ta chưa kịp thì chúng ta có thể mang bì thơ về và chúng ta sẽ gửi bằng đường bưu điện sau để gửi cho quỹ, để gửi cho quỹ tự túc của trung tâm giáo. Và ông bà và anh chị em biết rằng dù cha này ở đó hay cha kia ở đó, tôi không còn đó nữa, thì chúng ta biết rằng để các thánh tử đạo vẫn ở đó, xin Đức Mẹ là ban và các thánh tử đạo Việt Nam luôn luôn chúc phúc lành cho ông bà và anh chị em. Và xin Thiên Chúa là cha toàn năng, Ngài là cha của tất cả mọi người chúng ta, nâng đỡ chúng ta, gìn giữ chúng ta trong cuộc sống này, và dẫn chúng ta đưa chúng ta về tới cuộc sống hạnh phúc đời sau.